chú táo quạ, loại chuối khổng lồ tại Việt Nam. Đây, bọn chuối này thì nó chưa phải là lớn nhất, bởi vì nó còn đang lớn tiếp tục, nó thì nó còn non, nhưng mà mỗi trái có thể nó đã hơn nửa ký. Nhưng mà loại chuối này nó ít trái, như trên một bồn chuối này chỉ khoảng 10 trái thôi. Và cùng với loại cái quả to như thế thì màu thân của cây chuối này cũng có một màu đẹp. Như đây có thể thấy nó có màu cam hoặc là màu hồng. Vì đặc điểm này cho nên chuối táo quạ có thể trồng làm cảnh. Và trong các loại chuối ở Việt Nam thì loại chuối này có thể xem là loại có quả to nhất. Một người ăn hết một trái chuối và đã mệt rồi, có thể ăn không hết nữa. Chuối này đang có tại ấp 14 xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, và có bán tại cửa hàng Thanh Lúa Cây Giống tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nằm trên đường tránh quốc lộ 1A. Chúng ta cùng xem cây sen vua khổng lồ. Về tên gọi thì sen này người ta còn gọi là sen Amazon, hoặc là súng nia, hoặc là sen vua. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì nổi tiếng nhất với cái tên sen vua. Về đặc điểm đó thì ta thấy đó, cái lá nó to và nó cong lên như một cái nia, với đường kính lá từ 1,5 m cho đến 2 m. Và một cây thì có số lượng lá đây rồi, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Một cây, ở đây là một cây sen vua thì có 7 lá. Về hoa thì hoa nó to hơn hoa sen và nó chuyển màu, nghĩa là sáng sớm ra thì nó có màu trắng, đến chiều thì nó chuyển sang màu hồng. Đó, bây giờ là buổi chiều thì nó màu hồng ở đây, và đến sáng ngày hôm sau nó sẽ chuyển sang màu tím, và đến chiều ngày hôm sau là nó tàn. Nghĩa là cái hoa thì nó chỉ tồn tại, nó chỉ nở được khoảng một ngày hôm trước và nửa ngày hôm sau là có vàng. Về phân bổ thì nó là loài cây bản địa của vùng Amazon ở Nam Mỹ, Brazil và một số nước xung quanh lưu vực sông Amazon. Rồi khoảng vài chục năm trước, không biết là thời điểm nào, thì ở Việt Nam có khu du lịch Bình Quới, từ nguồn nước ngoài ở đâu đó không biết, người ta mang về người ta trồng thì nó xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng mà có một thông tin nữa là ở chùa Phước Kiển tại Nha Mân, Đồng Tháp, thì người ta nói rằng nó tồn tại từ những năm chiến tranh. Và sau khi so sánh thì loại sen ở chùa Phước Kiển và loại ở khu du lịch Bình Quế là giống nhau. Chùa Phước Kiển thì còn được người ta gọi là chùa lá sen, là gắn liền với loại sen vua này. Và một thời gian sau thì công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống có mua hạt, mua cây ở đâu đó không biết, người ta trồng và người ta bán. Thì sau đó nhiều người có, nhiều người và nhiều nơi trồng loại sen này, như là ở tại Bến Cát, Bình Dương, rồi tại Cai Lậy, Tiền Giang. Hiện tại cây này thì đang tại Cai Lậy, Tiền Giang, rồi một khu du lịch ở Củ Chi, rồi nhà hàng sen Đồng Trị ở Hà Nội, rồi chùa, một ngôi chùa gì đó ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và cây sen này hiện tại là tại ấp 14 xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và trong nghệ thuật thì sen vua này có xuất hiện trong những tập cuối của phim Tây Du Ký ở Trung Quốc, hình như quay ở Thái Lan. Thì cái lúc mà Đường Tăng đến một ngôi chùa sắp thỉnh kinh thì có xuống hồ sen tắm và có xuất hiện loài sen này.
cây cảnh cao cấp và độc đáo. Nó chỉ thích hợp với những nơi mà có ao hồ rộng.